Hôm 27 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc đến việc từ bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã đạt được với Trung Quốc hồi năm ngoái. Và đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng bất định trong bối cảnh có thêm sức ép Mỹ muốn trừng phạt Trung Quốc vì đại dịch COVID-19. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa ám chỉ về rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc khi chỉ trích đối thủ của mình, cựu phó Tổng thống Joe Biden. Trong cả 50 năm nay, chưa có ai nhường Trung Quốc hơn Joe Biden. Ông ấy cầm lái nhưng lại ngủ gật. Ông ấy cho họ mọi thứ họ muốn, bao gồm thỏa thuận thương mại làm chúng ta bị hớ. Tôi sẽ lấy lại tất cả. Những lời đe dọa từ phía Mỹ không phải là mới, ngay từ đầu tháng, tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ dừng thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không hoàn thành lời hứa mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa dịch vụ Mỹ. Do những điều đã xảy ra, chúng tôi phải xem điều gì sẽ xảy ra. Trung Quốc đã lợi dụng đất nước tôi, bây giờ họ phải mua, và nếu họ không mua, chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận. Rất đơn giản. Trái ngược với những động thái của Mỹ, Trung Quốc dường như có thiện trí hơn trong thỏa thuận lần này. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Trung Quốc và Mỹ đạt được là có lợi cho Trung Quốc, cho cả Mỹ và toàn thế giới. Hai bên cần thực hiện thỏa thuận thương mại và tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trung Quốc cũng đã mua nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ ngay sau khi hai bên đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng mua các mặt hàng khác đang thấp hơn so với kỳ vọng của Mỹ. Hơn thế, những ngày qua, căng thẳng đang leo thang trở lại trong quan hệ Mỹ-Trung. Không chỉ do những bất đồng liên quan đến nguồn gốc COVID-19, quan hệ hai bên còn leo thang trên nhiều mặt trận khác. Trong đó, phải kể đến là việc Mỹ thông qua dự luật buộc các công ty phải rời khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ nếu họ không tuân thủ quy định của Mỹ về kiểm toán. Phía Trung Quốc cho rằng dự luật nói trên nhằm vào các công ty của Trung Quốc và chính trị hóa việc quản lý chứng khoán. Bắc Kinh khẳng định động thái này sẽ làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu đối với các thị trường Mỹ và vị thế toàn cầu của các thị trường này.